Cái đầm này tao mới vừa mặc đi hẹn hò với anh Âu Dương Trấn Thương về. Hôm nay tất kỳ dâu mày không để ý chứ? Mày được tao đồng ý chưa? Đây là cái đầm tao định mặc để đi phỏng vấn đó. Hey, hết cả hồn à? Cái đầm này vừa nhìn là đã biết là đồ chợ rồi. Tao đầy mày hai chục được chưa? Chỉ đơn giản là một cái đầm thôi sao? Ê Jen, mày thấy tao mang đôi giày này đi phỏng vấn nhìn có trưởng thành không? Nhưng mà không phải tuần sau mày mới phỏng vấn sao? Tao rất muốn làm việc ở công ty đó, nhưng tao phải chuẩn bị trước thật tốt. Đến lúc đó. Giày này cũng hợp với tao quá đi. Lát nữa tao đi gặp anh Trấn Thương, tao lấy đi trước nha. Mày, thôi mày đừng cướp nữa. Cái đôi giày rẻ tiền của mày làm nát hết chân tao. Sau này đừng mang ba cái đồ chợ đây nữa nha. Đó tốt với bản thân chút cũng không được hả? Sao nó có thể làm như vậy được chứ? Phỏng vấn của tao phải làm sao đây? Mày chuẩn bị phỏng vấn cực khổ như thế, không thể để con nhỏ lựu đạn đó lùm hỏng hết được. Nè, mặc cái này đi. Đẹp quá. Để tao đi thử. Có đẹp không? Đẹp lắm, phỏng vấn nhất định đậu. Đầm này là con Jen tặng tao. Đầm vào giày tao chuẩn bị đi phỏng vấn, để bị mày làm hư hết rồi. Đừng quăng mé gì đến tao. Sao mày ăn hết đồ ăn của tao? Tao ăn thử thôi mà, mày coi cái bộ dạng keo kiệt của mày kìa. Rắc của mày nè, tự vứt đi. Mẹ tao một tháng mới tới đây một lần, cực khổ mang đồ ăn tới đây cho tao. Vậy mẹ mày đã phí công sức chạy từ dưới quê lên đây rồi đó. Sao mày có thể ăn nói như vậy được? Úi, không biết mẹ mày dưới quê có biết giữ vệ sinh không ha. Tao lỡ ăn đồ của mẹ mày rồi, tao mà bị gì á, mẹ mày đã đền tiền cho tao đi đó. Lần trước mày làm hư váy và giày tao, tao còn chưa tính sổ với mày. Ôi là trời, có chút chuyện cũng con như thế mình nhớ Jen nhất nhất luôn á. Sau này ta không dám đụng đến mày nữa. Thôi bỏ đi, đừng nổi giận vì con lụi đạn đó nữa. Tôi dẫn mày đi mua đồ mới nha. Cảm ơn mày nha Jen. Cảm ơn cái gì chứ. Mọi người ơi, tao mới vừa nhận học bổng, tôi mời tụi bay ăn lẩu. Ê tám lựu đạn, đây là... Mày nhận học bổng, mình mày biết được rồi, còn đang khoe cái gì chứ. Đúng là làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Ê Jen, vậy chúng ta đi đi. Đi thôi. Mày nhận có chục triệu tiền học bổng, tất nhiên phải mời tụi tao ăn nhà hàng sắp sao chứ. Tiền học bổng không phải để tao tiêu xài phung phí. Vậy mày có đi không? Đi chứ, ai nói tao không đi. Tôi nam dĩa bà cô bè, nam dĩa tôm hùm Alaska. Với lại cái này nè á. Mày gọi nhiều như thế, chúng ta có ăn hết không? Mày nhận học bổng cả chục triệu mà tao ăn cái chút xíu mà cũng kêu kìa. Đau bụng quá, tao đi vệ sinh đây. Đều tại mày dẫn tao đi ăn cái nhà hàng rẻ tiền như thế này. Tao mà bị gì á là mày tớt công chuyện với tao luôn. Phục vụ, tính tiền. Dạ, tổng là 10 triệu ạ. Sao mắc vậy? Dạ, lúc nãy bạn đi cùng với quý khách có gói đem về một hộp quà 5 triệu ạ. Trong này có đủ 10 triệu, không cần thối đâu. Đi thôi, về ký túc xá. Cái này lúc nãy mày lấy đúng không? Đưa tao đem về. Dựa vào cái gì chứ? Cái hộp quà này tao phải đem về quê. Mày lãnh cả chục triệu thì học bổng, tặng tao có chút xíu đồ đã là gì? Được cái kiệt. Được, vậy tao nói cho mày biết một tin vui. Thật ra tiền học bổng của tao là 50 triệu chứ không phải 10 triệu. Hả? Cái học bổng 10 triệu đó thật ra là của mày. Mày nói cái gì? Tao sớm đã muốn nói cho mày biết rồi, nhưng mà mày không có nghe. Ê tám lựu đạn, đây là... Mày nhận học bổng, một mình mày biết thôi là được rồi. Mày đang khoe cái gì chứ? Tụi bay trả lại tiền cơm cho tao. Mày nhận có chục triệu thì học bổng, mời tụi tao ăn một bữa cách sao đâu. Đúng đó, đừng có kêu như vậy chứ.